ngoài của chợ tuy là vòng ngoài nhưng mà rất là đông, còn vòng trong thì rất là vắng. Lúc nãy mình nhìn thấy bên trong vắng lắm. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Xin chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Thập quận 7. Thì ngày xưa thì em cũng có thực hiện cái video này rồi, đi trên con đường này rồi và đến chợ Tân Mỹ rồi. Nhưng mà vì ngày xưa thì không có nhiều anh chị và các bạn theo dõi như bây giờ, nên thành ra cái video nó hơi lạc lẽo xíu. Chính vì vậy thì hôm nay em sẽ thực hiện lại cung đường này, đi đến cái chợ Tân Mỹ để các anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn lại. Kỳ trước thì em đi ban đêm, cách đây cũng cả một năm rồi, cái video đó cũng rất là lâu rồi. Bây giờ mình đi ban ngày nha, ban ngày hình ảnh cho nó rõ nét hơn. Sài Gòn bây giờ là 4:30 chiều. Chúng ta đi một vòng cái đường Nguyễn Thị Thập này, đi đến cái chợ Tân Mỹ. Nếu mà nó dài quá thì chúng ta đi Nguyễn Thị Thập thôi. Còn cái video chợ Tân Mỹ em sẽ ngắt lại và gửi các anh chị sau nha. Bởi vì nó dài quá mình coi nó mất thời gian, nó chán. Ngắn ngắn coi vừa phải, giải trí xíu cho nó vui. Đối với con đường này thì ngày nay bán rất là nhiều vật liệu xây dựng. Chúng ta lúc nãy đi là ở đầu đường Nguyễn Thị Thập, là phía sau cái đường Nguyễn Hữu Thọ. Nơi đó có khu Him Lam, rồi siêu thị Lotte. Chúng ta chạy tới đây tí nữa, có những cái đường số này. Ở đây đường số nhiều lắm. Ngày xưa khu này là một cái khu đất trống, cây cối rất là tùm. Thì sau này mới có phát triển, rồi xây nhà cửa, có quy hoạch, có đường, có building như bây giờ. Chứ ngày xưa thì hoang tàn lắm. Xưa thì đất rẻ, bây giờ đất rất là mắc, ta mua không nổi nữa. Đây giao lộ đường số 53 nữa nè. Ở đây đèn đỏ nhưng mà thấy mọi người vẫn chạy. Bên trái mình có mấy quán nhậu. Đây nổi tiếng mấy quán lẩu dê, quán ok ba con dê đồ gì đó. Ôi, tùm lum nhiều quán nhậu lắm. Quán lẩu dê. Bên đây là khu ăn uống về đêm. Ba ngày chúng ta không thấy hình ảnh ăn uống đâu, chỉ thấy những bán vật liệu xây dựng rồi trang trí nội thất thôi. Nhưng mà ban đêm thì rất là sầm uất nha. Cái trục đường Nguyễn Thị Thập này rất là có giá. Nếu anh chị bạn để ý thì những cái trang bán nhà bán đất rồi đó, nếu mà nằm trên đường Nguyễn Thị Thập là rất là mắc. Cái chợ Tân Mỹ thì nó gần với cái khu, nếu mà chúng ta đi vô chợ Tân Mỹ thì thẳng đường đó thì chúng ta sẽ đi đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, rồi về nhà bè. Thì chợ Tân Mỹ cũng nằm cặp theo con đường này luôn nè. Ngôi chợ rất là lớn, buổi tối bán rất là đông, rất là nhiều trái cây, đặc biệt là chợ đó bán trái cây nhiều lắm. Bên đây phải bên ta đó là đường 40, nếu là những con đường số đó. Cái số thì nó cũng không có gợi nhớ cái gì cho các anh chị, thì vì cái số này nó mới thành lập thôi. Số thì cái khu vực nào cũng có số như nhau hết, nên mình cũng khó hình dung. Chính vì vậy em thực hiện cái video này ở trên trục đường
Nguyễn Thị Thập. Không biết ngày xưa các anh chị ở đường nào ha, em cũng đi và cho các anh chị bạn cập nhật thôi. Nếu mà quý vị bạn ở xa thì có dịp chúng ta nhìn lại, nhìn tới cung đường này và mình tham khảo trước khi đi đến đây. Nếu anh chị xa quê thì mình cùng ôn lại kỷ niệm xưa ha. Còn các cô chú thì nếu mà cô chú có những kỷ niệm về gì về cung đường này thì em xin cái comment góp ý, chia sẻ những cái kỷ niệm, niềm vui, những cái dấu ấn ở trên khu vực này. Hồi xưa ở đây có cây cầu nhưng mà bây giờ cây cầu cũng sang lắm, chúng ta nhìn không ra cây cầu, đi vô những con rạch nhỏ nhỏ. Nếu mà thẳng đường này chúng ta sẽ đi đến cầu Phú Mỹ, đi về quận 2, đi qua đi đến Vũng Tàu rồi luôn á, rất là tiện. Ngày nay thông qua cầu Phú Mỹ thì mình có thể thông thương tới quận 2 rất là dễ dàng. Chúng ta gần đến chợ Tân Mỹ rồi, mình đi tí xíu nữa thôi, có cái đường quẹo bên tay phải để các anh chị bạn cùng dòm ngó lại và cập nhật lại những cái hình ảnh ở quê hương của chúng ta bây giờ. Cái cung đường này thì rất là nắng và không có nhiều cây che bóng mát nên hôm nay sẵn tiện đi cái khu vực này, em sẽ quay một số hình ảnh bằng xe máy để các anh chị bạn cập nhật ha. Hôm nào thì em sẽ review những cái món ăn ở khu vực này. Ở đây ta quẹo vô đường Tân Mỹ, ở đây có giao lộ Tân Mỹ, rồi phải vô và chợ Tân Mỹ buổi chiều của chúng ta đây. Rất là đông và tấp nập. Nghe các anh chị bạn chia sẻ thì ở đây có những cái món hủ tiếu rồi bánh mì rất là nhiều. Chúng ta cùng nhìn lại ha. Bên kia có bánh mì thịt nguội Tân Mỹ, nghe nói cũng rất là ngon. Và cái ngôi chợ của chúng ta nằm bên tay trái. Đi thẳng hướng này mình sẽ đi về Phú Mỹ Hưng. Mình đi tí nữa mình vòng vô chợ để xem chợ buổi chiều như thế nào ha. Đây có cái cơm sườn rất là đông luôn. Đây hầu như quán nào cũng đông quá, ăn uống cũng tấp nập nữa. Chiều bà con đổi số trúng nè, rất là đông bên tay phải mình. Ở đây là những cái đường số 1, số 2, số 3. Hình như ở đây rất là nhiều lò bánh mì nha. Đó, ngôi chợ của chúng ta bên tay phải nè. Chợ Tân Mỹ. Rồi bây giờ mình sẽ chạy xe một vòng khu vực chợ này để các anh chị và các bạn cùng tham quan nha.
Phú Mỹ Hưng nè, xung quanh trở lại. Xe đông quá. Thì mình không được chạy xe, mình chỉ chạy một vòng ở vòng ngoài thôi, cho các anh chị bạn cùng cập nhật. Mình vòng qua đường số 1 nha. Khung cảnh rất là đông nè. Chôm chôm rồi khoai lang rồi khoai mỡ cá tôm đủ à. À, đây là vòng ngoài của chợ. Tuy là vòng ngoài nhưng mà rất là đông, còn vòng trong thì rất là vắng. Lúc nãy mình nhìn thấy bên trong vắng lắm. Chị thấy đông ghê chưa? Bán rất là sôm tụ, rất là nhiều hàng hóa luôn. Mà chợ này nhìn chung cũng sạch sẽ. Có hải sản tư văn câu đồ quá thì đông. À, tôm à, tôm hùm nữa đồ quá trời. Qua đây là đường số 9. Rồi một số hình ảnh ở chợ Tân Mỹ gửi các anh chị và các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau trong những cái video tiếp theo ở khu vực đường Tân Mỹ này nữa ha. Và chúng ta sẽ ăn những cái món ăn đặc trưng ở đây. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để tiện việc theo dõi thì các anh chị các bạn có thể nhấn cái nút đỏ đăng ký và cái hình cái chuông cái bên nút đỏ để mình có thể cập nhật nhanh hơn và sớm hơn những cái hình ảnh khi mạng up lên. Rồi cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.